Thưa quý vị, chiều nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đoàn đã đến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2023-2024 tại 3 điểm trường, gồm trường Trung học Phổ thông Thới Lai, huyện Thới Lai, trường Mầm non Phước Thới, quận Ô Môn và trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều. Đoàn đã kiểm tra thực tế và nghe ban giám hiệu các trường báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, công tác cải tạo, nâng cấp phòng học, vệ sinh trường lớp. Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao nỗ lực cố gắng trong công tác chuẩn bị của các trường và sự vào cuộc của ngành giáo dục đào tạo thành phố. Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, Bí thư Thành ủy đề nghị các trường khẩn trương triển khai thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị để đảm bảo cho năm học mới, quan tâm dọn dẹp vệ sinh trường lớp sạch đẹp, trường mầm non phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý ngành giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các trường sẵn sàng bước vào năm học mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Sau buổi kiểm tra, đoàn đã làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Tại cuộc họp, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố báo cáo những kết quả đạt được cũng như khó khăn của ngành trong năm học vừa qua, nhất là công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm ban hành văn bản chỉ đạo năm học mới. Các cấp ủy chính quyền ban ngành đoàn thể tích cực chăm lo giáo dục và đào tạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị, xem đây là điều kiện để ngành giáo dục thực hiện thành công chuyển đổi số trong quản lý dạy và học. Về đội ngũ nhà giáo, ngành giáo dục có giải pháp nâng cao chất lượng, có kế hoạch đặt hàng đào tạo, có chính sách thu hút sinh viên sư phạm ra trường làm việc cho thành phố, tăng cường xây dựng các mô hình điểm, xây dựng một số trường trọng điểm của các cấp học, tạo điểm sáng của ngành giáo dục thành phố, quan tâm công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên học sinh, không để tình trạng giáo viên gặp khó phải bỏ dạy, học sinh gặp khó phải bỏ học.